đến khôi, gieo gắt ngang hôm qua xuống đời. Trời ơi, đó, thấy cái bông tươi rói là thấy Tết tới rồi. Đây, đây, đây. Đó. Nhưng mà cái bông tươi sao bằng mình. Trời ơi. Trời ơi. Thôi đúng là không có chuyện gì mà gọi là nó làm cho cái tâm trạng vui vẻ mà sảng khoái như cái chuyện đếm tiền vậy đó. Trời ơi, công nhận nha, chú Tư rất là tâm lý luôn đó. Chú Tư thưởng Tết trước nha, cho mình gửi về quê đó. Lát nữa đi gửi về quê cho má sắm đồ Tết. Tết đến rồi, Tết về trên miền quê, ai cũng xinh tươi áo đỏ áo hồng. Trời ơi, hết hồn hết vía à. Chói quá, cái quên xém xíu nữa là đổ nước lên luôn. Ủa? Hồng. Hồng đây. Trời ơi, xưa nay ông bận đẹp dữ vậy. Đẹp nghe nè, bộ đi ăn đám cưới hả? Mặc đồ như vậy để đi ra chợ, đi shopping, đi sắm đồ Tết về quê. Ủa? Vậy? Bộ bà không đi làm sao mà rảnh rỗi rồi tự nhiên bận đồ đẹp đi chợ, đi mua sắm vậy? Trời đất ơi, hôm nay ngày mấy rồi mà còn làm vậy cưng hả? Ủa, nay mới có 24 à. 24? Bà phải kèm theo chữ là 24 Tết. Chứ 24 là sao? Ủa thì 24 Tết nhưng mà còn cả tuần nữa mới nghỉ Tết mà. Hôm nay là tôi nghỉ Tết rồi đó. Cái gì nghỉ sớm vậy? Trời ơi, bà sao vậy? Còn sao giờ này còn ngồi đây? Là sao? Ôi ôi, bà xuống thiệt luôn á nha. Giờ này là bà được nghỉ Tết tung tăng đi mua sắm đồ Tết ha. Chứ sao? Tôi á, là năm nay á, tôi ở lại tôi làm thêm cho chú Tư. Tới mùng 5 Tết tôi mới về quê lận. Mùng 5 bà về quê còn gì Tết nữa mà về? Về giờ đó làm chi? Thì còn mùng là còn Tết mà. Trời ơi, ở lại vậy hả? Ừ. Rồi, ông nói tiền bạc được sao? Yên tâm, chú Tư được cái tốt bụng dữ lắm luôn. Chú thưởng Tết cho tôi á, mỗi một ngày á mà ở lại làm á là chú trả 500 ngàn. Còn thưởng Tết là tôi được thêm một tháng tiền lương á. Lát tôi về tôi gửi cho bà má tôi dưới quê. Ơi, trời ơi, cái gì vậy, tự nhiên mất bông của người ta. Có 500 ngàn mà mừng như vậy đó, bà bị lợi dụng rồi mà bà không biết. Sao lợi dụng? Tôi nói cho bà nghe chưa, tôi nè nghe, thưởng Tết của tôi đó là 20 triệu. 20 triệu? Bà nghĩ là phải nghỉ trước Tết cả tháng. Bà nói cái gì? Thưởng 20 triệu? Chứ gì nữa. Thưởng dữ vậy? Tại vì năm nay là khó khăn đó, nên là tôi mới có 20 triệu thôi đó. Mọi năm là còn hơn giá đó nữa đó nghe. Trời ơi, tôi nói dối bà làm chi. Người ta mà đã có tiền muốn giúp việc á, là nhà phải có của ăn của để dư giả. Mình không móc mình để uổng, tội gì mình phải tội nghiệp cho người ta. Bà nghĩ đi, cái tâm lý đúng không? Tết nhất ai cũng muốn đoàn tụ với gia đình, ông bà sum họp này nọ này kia. Thì cái khả năng mà mọi người đóng cửa đi về quê hết nó rất nhiều, thì người ta cần giúp việc ở lại để trông coi nhà cửa. Mình phải một năm có một cái cơ hội như vậy thôi, mình phải lợi dụng cái cơ hội đó đúng không? Mình phải tăng lương, mình phải đòi hỏi, mình phải yêu sách, mình phải này nọ, để cho một tháng đó rồi mình được cái tiền đó mình gom về mình gửi cho tía má mình đi quê. Tự nhiên bà nói giống như làm tôi tỉnh ra vậy. Đúng, đó bà. Chính xác. Vậy là hồi đó giờ tôi đã quá cam chịu hay sao? Chính xác. Trời không được, ơi. Tôi phải học hỏi bà, tôi phải đòi hỏi mới được. Chính đó xác. Là quyền lợi của tôi đúng không? Đúng. Bây giờ tôi nói bà cứ từ từ suy nghĩ đi. Ừ. Nhưng mà bây giờ tôi tính qua rủ bà để đi sắm sửa đồ Tết. Bây giờ bà nói mùng năm bà mới được nghỉ Tết. Vậy thôi ha, tôi tự đi sắm sửa một mình rồi tôi gửi đồ về quê cho tía má tôi để rồi giao thừa tôi đón với nhà tôi nữa. Còn bà nha, tìm cách nói ổng để ổng giải quyết những cái yêu cầu của bà. Nếu như không được, nghỉ, đi qua chỗ tôi làm tôi xin cho. Hiểu vậy hả? Chứ sao? Cảm ơn nha, bạn Hiên. Ừ. Tôi đi sắm đồ Tết nha. Bye bye. Mới đây mà 24 Tết rồi ha. Qua khoe sắc bướm vờn lượn bay. Ủa, con chào chú. Ừ, chú chào con. Mới đi gửi tiền coi cho má con về hả con? Dạ đúng vậy. Muốn gửi tiền cho má con mà cao mặt con chùa ổ rồi con. Dạ thưa chú. Sao quạo dữ vậy? Con mời chú uống nước. Không, chú con người giúp việc nhà chú đi, chú mời con. Chú thấy tình hình nó hơi căng rồi đó. Mà mời con. Chú cứ dùng nước đi chú. Ừ. Dạ. Có gì không con? Con có chuyện muốn thưa với chú. Rồi chú nghe.
Dạ thưa chú, không biết là trong suốt một năm qua con làm việc cho chú thì chú đánh giá cái khả năng làm việc của con như thế nào hả chú? Chú thấy con làm việc cũng được, cũng chăm chỉ, cũng ngăn nắp, sạch sẽ. Chú cũng ưng cái bụng lắm. Dạ, cảm ơn lời khen của chú. Nếu như con đã có một cái thái độ làm việc giống như chú đánh giá là rất là tốt, vậy thì con có một cái nguyện vọng. Con nguyện vọng gì con? Tăng lương với tăng thưởng. Tăng lương với tăng thưởng? Dạ. Ý con muốn tăng sao con? Con xin được lên lương 1 triệu một tháng. 1 triệu một tháng nữa? Dạ. Rồi còn nguyện vọng gì nữa không con? Dạ, Tết nhất là cái ngày sum vầy, là cái ngày nhất định mình phải về. Đúng rồi. Thể hiện tấm lòng của mình một năm trời đi làm việc cực khổ, vất vả ở đây. Đó. Đúng thì, rồi. Cho nên con nghĩ là chú nên tăng thưởng cho con. Ủa tăng thưởng là chú lúc nào cũng đưa con thêm một tháng lương Tết đó mà. Dạ không thì đúng rồi chú. Thì thưởng là một tháng lương Tết thì đúng rồi. Nhưng mà ý con nói á là cái đó là thưởng thêm một tháng lương thôi. Dạ thôi bây giờ nói dòng nói do con nói thẳng luôn chú nha. Thứ nhất là con nghĩ chú nên tăng thưởng cho con là 20 triệu một năm. Hai chú ha. Cái thứ hai nữa là những cái ngày Tết đó mà chú nhờ con là ở lại làm thêm giùm cho chú đó. Mỗi một ngày là con cần lương của con phải được 1 triệu. Có phải con tên gì? Con Chăm. Con tên Chăm? Dạ, Nguyễn Thị Bé Chăm. Con là người giúp việc cho chú. Dạ. Chú thấy cái đòi hỏi của con là như nó hơi quá đáng á con. Ừ, làm sao mà quá đáng được chú? Bạn con kìa, bạn bè con nó cũng được y chang vậy đó. Chủ cả ta cũng có cái chế độ là lương thưởng y chang vậy luôn. Là con có bè bạn cũng làm giúp việc như con. Dạ. Người ta nói như vậy. Dạ. Là ai vậy con? Con Hồng. À Tâm Hồng á hả? Dạ. À, giúp việc ở ngoài thị trấn á hả? Dạ đúng rồi. À chú biết rồi, chú nhớ rồi. Thì cái chú con á là chú trả công cho con rồi xứng đáng với cái việc làm của con. Nhưng chú thấy cái sự đòi hỏi của con chú đáp ứng không được. Bạn của con á làm việc ở đâu á thì chú không có biết. Nhưng mà ở chỗ chú á con làm việc á đồng lương đó rồi chú chỉ đáp ứng được nhiêu đó thôi. Chú không thể nào đáp ứng cao hơn được nữa. Nếu con tìm được chỗ khác mà lương cao hơn á thì chú xin chúc mừng con. Được rồi chú, nếu như bây giờ chú không muốn tăng lương tăng thưởng cho con thì thôi, chú nói thẳng một lời, chú không cần phải nói gì nhiều nữa. Thôi Chăm à, chú, bây giờ. Dạ, thôi chú đừng nói gì thêm nữa. Không không, chú chỉ nói con là con nghỉ việc cũng vui vẻ, cho chú gửi lời thăm má con ở dưới quê nghe. Nếu chú đã nói như vậy rồi, thì thôi, con xin thôi việc kể từ ngày hôm nay. Trời ơi, làm hết hồn với tướng hồn non bộ. Con phải không Chăm? Chú. Ủa, con còn quên đồ hả? Ngồi xuống đi con. Dạ chú. Thôi con dám rồi. Ủa sao vậy? Chú ơi. Cái gì? Chú cho phép con được đứng thưa chuyện cùng chú. Con đứng đi. Sao dạ. Sao lóng đài gặp mỗi lần gặp con là chú hồi hộp rồi con. Chú ơi. Cái chú trong... biết không? Sao? Con Tám Hồng. Tám Hồng nó làm sao con? Nó nổ với con á chú. Nó nổ á, nó nói là nó được lương thưởng vậy. Xong rồi nó nói là nó xúi con nếu mà không xin chú á, cho lên lương thưởng được á, đi qua đó nó giới thiệu chỗ làm tốt cho làm. Rồi con... sao? Con đi qua tới bên chỗ nó thì mới biết là bà chủ đuổi nó rồi. Tại vì những cái đòi hỏi quá đáng của nó. Xong rồi cái hả? Con mới suy nghĩ lại. Con nói trời ơi, tại sao mà con lại đi nghe lời xúi dục của bạn bè. Hôm nay con nói thì chú cũng nói cho con. Con nói bạn con là Tâm Hồng gì á, nó đi giúp việc người ta. Rồi nó nói con phải đòi hỏi với chủ cả như vậy, chú thấy là quá đáng. Nhưng mà hôm nay con biết sai rồi, chú cũng không có chấp con. Yeah. Nhưng mà khi đi làm việc cũng vậy á, là bằng cái năng lực của mình. Con công lao con làm sao là chú trả công lao con vậy. Yeah. Và mình làm người mình cũng phải biết cái nào đúng cái nào sai. Chứ mình đi theo cái sai là thiệt cái bản thân của mình. Thôi bây giờ qua đây bài học rồi. Chứ dạ. Con cũng phải rút kinh nghiệm. Dạ. Lần sau không được làm như vậy nữa. Dạ. Nghe không? Con nhớ rồi chú. Ồ vậy thôi, chú cũng không có chấp con đâu. Dạ. Thôi ráng làm việc cho tốt. Đừng có suy nghĩ theo người ta mà có chừng thiệt hại bản thân mình nghe không con. Thôi bắt đầu làm việc đi con.
biết sao không? Sao, trời sao? Ơi, nhìn chú trẻ quá thì cứ kêu chú, nhiều khi con ngượng miệng luôn á. Tại tánh còn dù tánh quá ha. Dạ. Chừng nào con về quê? Ôi trời ơi, sao nghỉ Tết đang bán được mà, trời con bán xuyên Tết.